Nguyễn Khôi xin kính chào tất cả quý khán thính giả. Thưa quý vị, bây giờ là chương trình đọc báo Vẹn và xin chào anh Hoàng Tuấn. Xin chào Nguyễn Khôi và xin kính chào tất cả quý vị. Thưa quý vị, chúng tôi có nhận được cùng vài cái email, rồi quý vị cũng có gửi mấy bài thơ mà lấy được ở trên mạng, trên internet. Thì chúng tôi xin thưa với quý vị là những bài nào mà nó có cái nội dung mạnh, có thể mà nêu bật được cái vấn đề mà chúng ta muốn nói thì chúng tôi sẽ sử dụng. Và những bài mà tính cách chung chung nhiều khi nó hơi dài, xin quý vị thông cảm cho. Hôm nay Hoàng Tuấn xin phép anh Nguyên Khôi, Hoàng Tuấn phải vô liền chương trình bởi vì có một cái điều nó rất là độc đáo là ông Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Thưa quý vị, chúng ta cũng biết ông Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nổi tiếng với hai cái cách nói của ông á. Thứ nhất là khi ông nói về cái phát triển kinh tế của Việt Nam, làm sao mà để cho mọi người đều phải biết được tới cái mặt hàng là Made in Việt Nam thì người ta chế nhạo ông Phúc là nói tiếng Anh không có rành. Nhưng khi ông nói tiếng Việt thì ông lại có vờ cờ lờ mờ thì người ta cũng chả biết là cái gì trong đó. Chúng tôi cũng thắc mắc là đã là thủ tướng thì những cái mà sơ đẳng nhất á thì mình cũng phải, vì tiếng Anh nhiều khi mình bận quá mình không học tiếng Anh được thì mình không có điều kiện học đi. Mình Made in thì người ta cũng còn thông cảm cho. Còn tiếng Việt thì mình phải biết nó viết tắt cái chữ gì. Nhưng mình vờ cờ lờ mờ là không được. Như chúng tôi đọc báo, chúng tôi trách nhiệm hữu hạn, nhiều khi chúng tôi không có rõ thì có người chỉ cho chúng tôi. Thì với thủ tướng thì không thể nào vờ cờ lờ mờ được. Nhưng mà lần này thì ông nói một cái câu mà chúng tôi cũng thấy nó cũng lùng bùng lỗ tai. Thủ tướng nói như thế này: phải sớm chấm dứt tình trạng trên nóng dưới nóng, ở giữa thì lạnh. Tôi không biết ông nói cái gì. Tôi đọc xong rồi anh thấy tại sao nói như vậy, tôi cũng không hiểu luôn nha. Đó là kết luận phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 4 2018, thủ tướng nhấn mạnh tuyệt đối không chủ quan trong chỉ đạo điều hành, phải sớm chấm dứt tình trạng trên nóng dưới nóng, ở giữa thì lạnh. Thì tôi mới nói như thế này nè: về dẫn báo cáo của một số tổ chức quốc tế dự báo tăng trưởng của Việt Nam năm nay khoảng 6,5 cho tới 7,1%, thủ tướng cho rằng còn tiềm ẩn nhiều rủi ro như giá dầu có thể tăng cao, cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn, một thách thức lớn là năng suất lao động trong nước còn thấp và sức cạnh tranh, sức chống chịu của nền kinh tế trước sự biến đổi của thế giới còn là vấn đề đáng lo ngại. Một bộ phận cán bộ công chức viên chức còn chưa nêu cao tinh thần trách nhiệm trước nhân dân, chưa đổi mới, chưa quyết liệt, nghĩa là còn nhiều cái chưa trong công việc. Nhu cầu đầu tư phát triển rất lớn trong khi nguồn lực còn hạn hẹp. Do đó chính thủ tướng đề nghị từng thành viên chính phủ, các đồng chí bộ trưởng, tư lệnh các ngành phải luôn nhận thức rõ ràng trọng trách với đảng, với chính phủ, với nhân dân. Tức là phải đảng đi trước tới chính phủ rồi mới tới nhân dân nha, nhân dân lúc nào cũng đi chót. Thực sự đổi mới, cầu thị sát việc, sát thực tiễn, sát dân, theo dõi ứng phó kịp thời với các vấn đề mới biến động rất nhanh của bối cảnh tình hình trong nước và quốc tế. Chúng ta phải sớm chấm dứt tình trạng trên nóng dưới nóng, ở giữa thì lạnh. Chúng tôi cũng không hiểu là cách diễn đạt là nói cái gì, tôi cũng không hiểu luôn. Trên nóng dưới nóng, ở giữa thì lạnh. Nhưng mà anh biết là trong Việt Nam đó thì bây giờ nói cái khác cho nó ngắn gọn đi, đề nghị ông Thủ tướng nói, ông đã quen cái kiểu nói mà gọi là trên nở dưới nở mà giữa thì lở. Theo đó những chữ viết tắt thì ông thông cảm, ông vờ lờ mờ. Nhưng mà cái cách nói này chúng tôi cũng không hiểu ông muốn nói cái gì. Cái nào nóng, cái nào lạnh. Và cái nào nóng, cái nào lạnh. Cái nào trên, cái nào dưới ạ. Và thưa quý vị, ở Việt Nam khi mà các ngài, các quan lớn mà nói đó, thì ở dưới phải học theo. Đó là bởi vì những lời nói của các quan lớn như là kim chỉ nam mà. Chỉ đạo mà. Chỉ đạo. Cho nên là thủ tướng mới vừa nói xong là chị em phụ nữ người ta học ngay. Sao vậy? Khi người ta tới mà hỏi trong cái hội phụ nữ về báo cáo về tình hoạt động phụ nữ, nó là báo cáo các đồng chí tình hoạt động của hội phụ nữ chúng tôi thì chúng tôi đang ở trong tình trạng trên lạnh dưới lạnh, ở giữa thì nó hơi ấm ấm. Hay là số này nói nhiều khi bị hiểu lầm quá. Ủa thì thủ tướng nói là trên nóng dưới nóng, ở giữa thì lạnh. Nhưng mà cái này khó ở cái chỗ như thế này, thực sự mình cũng phải thông cảm thủ tướng, tại vì nếu mà người ta dịch ra diễn dịch ra đúng, người ta hỏi ông nói như vậy thì trên là ai mà dưới là ai? Giữa thì tôi không nói rồi, giữa thì Hoàng Tuấn mà ấm rồi không nói. Thì bây giờ thì bên mà... phụ nữ chỉ nói. Nhưng ngược lại, tại vì ông nói ý của ông, hàm ý của ông là trên tức là các là cấp lãnh đạo, hoặc là trung ương, ở dưới là nhân dân, hoặc là như vậy địa phương hoặc là nhân dân. Mà nếu mà như vậy thì ông đi trái quan điểm của đảng là phải lấy dân làm gốc, dân là phải là trên là phải là dân. Có ông thủ tướng của anh Hoàng Tuấn, tôi chả biết cái nào nóng cái nào lạnh,
mà tôi chỉ biết là chị phụ nữ trên ở giữa đám ấm đó. Bây giờ tôi hỏi thật anh Hoàng Tuấn nha, đối với một quốc gia thì cái gì là cái quan trọng? Một để hình thành quốc gia thì gồm phải có lãnh thổ, đúng rồi, phải có đất đai, phải có đất đai, phải có dân, đó là những yếu tố mà cần phải có, yếu tố cần phải có để hình thành quốc gia. Ok, rồi bây giờ nếu mà nói về lãnh thổ, đất đai đó, thì anh làm cái gì để anh có xác nhận là đất nào đất của anh, đất nào đất của người ta, biển nào biển của anh, biển nào biển của người ta, anh nhờ vào cái gì để mày xác nhận cái điều đó? Mình phải có cái bản đồ chứ. Phải có bản đồ. Có bản đồ. Nếu mà trong trường hợp như bây giờ mà thành phố bị mất bản đồ, ngày xưa thành phố này đã từng bị mất tên rồi, mà bây giờ đến thành phố này nó lại bị có quy hoạch mới mà nó mất luôn cái bản đồ quy hoạch, thì lúc đó cái thành phố đó còn gọi là thành phố hay không? Như vậy thì mất cái bản đồ thì biết là nhà ông này lộn với nhà bà kia là sao? Cơ quan này có cái căng ha. Thế quý vị, một cái vấn đề bây giờ phải nói là cho mọi người dân trong nước và ngoài nước, mọi người Việt họ cũng đang một bài rất là hay và nói về cái chuyện này. Thế quý vị, mọi người rất là xôn xao là tại vì cái bản đồ quy hoạch khu đô thị Thủ Thiêm bị thất lạc. Theo chương trình ấy, thì cái Thủ Thiêm, cái bán đảo Thủ Thiêm sẽ trở thành cái khu đô thị để rời tất cả cơ quan hành chính về đó, tập trung về đó, rồi những cái khu gọi là quan trọng và trở thành một cái khu, một cái thành phố văn minh, sắp xếp lại và rồi tất cả về đó. Thì cái vấn đề quy hoạch nó rất là quan trọng, và cái quy hoạch này đã được đề ra từ lâu rồi, có thủ tướng xác nhận, ký nhận, có bản đồ, có kế hoạch rất là rõ ràng tất cả các thứ. Cho đến nay năm 2018 khi bắt đầu ta dở ra để bắt đầu thi hành đấy, thì cái bản đồ không còn nữa. Thì cái bản đồ một người giữ hay là nhiều người giữ anh? Thì trên nguyên tắc là bản đồ phải có cái cơ quan họ lưu trữ vào ạ, và cơ quan đó cũng có nhiều người có cái bản copy đó là mình cái bản chính, tại vì anh biết Việt Nam mà copy là nguy hiểm lắm, nó sửa anh ạ, nó sửa màu xanh nó tô là màu đỏ, nó sửa màu đỏ, giờ nó có Photoshop rất là nguy hiểm. Nhưng anh cần có cái bản chính, bản gốc. Mà rất tiếc là bây giờ là anh thưa anh Hoàng Tuấn và thưa với quý vị là bây giờ bản đồ kiếm ra có ông thì ông nói cái ông mà lưu trữ về văn khố thì ông nói từ xưa thì ông chưa thấy có cái bản đồ đó bao giờ cả, cái cơ quan đó là cơ quan trách nhiệm, cho nên ông đặt câu hỏi là có hay không một cái bản đồ như thế là sao. Rồi có cơ quan khác thì bảo là có, tôi có thấy nhưng mà giờ kiếm không ra. Rồi nó tình cờ lại có một người dân, người ta ở vùng Thủ Thiêm, hồi đó người ta cũng lấn cấn về cái vụ mà đòi giải quyết đất đai đó, thì người ta đã có cái bản đồ anh ạ. Ủa, dân có mộc đỏ bây giờ mình không hiểu, nhà nước không có mà bây giờ cái bản đồ của người dân đó, người ta bảo có mộc đỏ đàng hoàng, nhưng mà có bảo đảm là cái đó là sự thật hay không? Thế thì cái này là nó nóng hay là nó lạnh? Nó ở khoảng nào? Một thứ là phải nói là một cái quan lại vô trách nhiệm mà chắc trên thế giới này mà người ta nghe đến lúc nói chuyện bây giờ mình đang đòi xây dựng thành phố này mà thành phố có cái thông minh, mà bây giờ cái bản đồ cái nơi mà cần nhất để phát triển cái khu đô thị đó không có. Thế quý vị, chúng tôi nghĩ là không phải là không có bản đồ đâu, mà nó phải có cái gì trong này. Nó phải có cái gì mà khuất tất mà là giấu giếm ở trong này. Chắc chắn. Tại vì nhiều khi đưa cái bản đồ ra thì nó rõ ràng quá. Cái khu này là của ai, khu này xây dựng cái gì. Cơ quan này hoặc là khu shopping này hay là khu ăn chơi kia hay là khu giải trí này, khi bây giờ nhớ xa xẻo rồi. Bây giờ thì là nó không đúng theo cái bản đồ quy hoạch nữa. Đưa cái bản đồ ra hóa ra là mình là cái thằng An Giang nói dối à. Thế nó chỉ như vậy thôi, chứ còn hỏi chứ. Bản đồ mà dĩ nhiên là khi làm việc có nhiều các cơ quan làm việc chung với nhau thì không bên này còn thì bên khác nó cũng còn chứ. Và mình phải có cái chỗ lưu trữ chứ. Và thời buổi bây giờ tới thời buổi này là thời kỳ thế kỷ 21 rồi, lưu trữ nó quá dễ dàng, xài mấy vi tính rồi đó. Mình có nhiều phần mềm rồi, thế mình cũng giữ lại được chứ. Nói như vậy thì hóa ra mai mốt công là bảo là cái bản đồ Việt Nam nó mất rồi. Bản đồ và quyết định 367 của Thủ tướng ký ngày 4 tháng 6 năm 1996 nha anh, lâu lắm rồi nha, là văn bản pháp lý về quy hoạch dự án khu đô thị Thủ Thiêm. Theo nhã từ năm 1995 đến nay, nhiều đơn vị đã chuyển địa điểm, họ cho biết không lưu trữ tấm bản đồ. Tài liệu hồ sơ thì có lưu, nhưng mà đi kèm với bản đồ thì không có. Thưa quý vị, là tại vì người ta sợ là người ta lưu mà kèm với bản đồ, nó lòi ra tất cả những cái gian dối, chia chác rồi không đều rồi tham nhũng đó, cho nên rất là khó. Thì dân cũng phải thông cảm, thưa quý vị. Thì đồng chí thủ tướng đã nói rồi mà, trên nóng dưới thì có nóng, mà giữa thì nó lạnh nữa lại. Đây là cái bản đồ hay động lạnh. Giờ tôi đã biết cái chỗ nào nóng, chỗ nào lạnh. Toàn là cái, mà đúng là cái dân hâm hâm thì nó nhiều hơn. Thưa quý vị, mai mốt người ta lại bảo là cái bản đồ Việt Nam nó mất rồi.
mình không biết, không ai có cái bản đồ Việt Nam, cho nên mình chả biết cái khu nào của mình, khu nào của Tàu. Thì sao mượn đỡ cái bản đồ của Tàu vậy? Chắc vậy quá. Bởi vì ví dụ dân có thắc mắc, ủa tại sao bây giờ người ta đi ra Đà Nẵng nè, Nha Trang nè, thấy toàn khu phố là toàn cái bản tiếng Tàu, nó toàn là người Tàu. Những cái khu bởi vì Việt Nam gọi là khu nghỉ dưỡng đó, những khu mắc tiền cũng của người Tàu, nhà cửa người Tàu. Thì lúc đó là kiếm cái bản đồ Việt Nam rồi, nên lại mất. Nó chả biết cái chỗ nào là của mình, chỗ nào của Tàu, thì nó cũng căng quá. Rồi, thì quý vị, ở trong nước, như là ông Nguyễn Phú Trọng thì cứ hô hào là phải chống tham nhũng. Cứ năm này tháng nọ. Nhưng mà tham nhũng á, nó không phải là không không thể nào mà, không phải là khó thấy. Nó nằm trần dân đó đó. Nhưng mà người ta vẫn thấy, nhưng mà người ta không chống. Bởi vì những cái ông mà tiến sĩ Nguyễn Hoàng Chương, ông nói là lương cán bộ phải đến 277 năm mới có 100 tỷ tiền đâu mà xây biệt phủ. Đó. Ông nói xây nhà tử tế thì không có gì xấu hổ cả, nhưng với cán bộ đó lương khoảng 30 triệu đồng một tháng. Nhậm tính cũng phải mất 277 năm mới có 100 tỷ. Vậy lấy tiền đâu là xây biệt phủ hàng trăm tỷ đồng? Thì đương nhiên cái đó, câu trả lời ai cũng biết rồi. Tiền nó phải là tham nhũng, phải hối lộ tất cả các thứ. Và khi mà xây cái biệt phủ đó, nó không phải là giấu một thỏi vàng. Nó chừng, nó lộ liễu ai cũng thấy. Cho nên có cái ông mà không phải là xây qua đêm đâu, là đó, hôm sau là có biệt phủ liền đâu. Thưa quý vị, họ phải xây từ tháng này qua tháng khác, năm này qua năm khác mới thèm cái biệt phủ. Và bây giờ các ông mới nói rất là thoải mái. Có ông đại úy công an nha, ông làm ông đại úy công an nha, ông làm chủ cái biệt phủ là 5.000 m², không có phép. Ông xây mà không phép, giờ ông lên tiếng. Ông nói rằng là cái này là do này là ở xã Vĩnh Thành, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa. Cái ông đại úy công an, ông tên là Phạm Văn Công, bảo là cái này là do anh em tạo điều kiện. Thưa quý vị, tức là nhân dân tạo điều kiện cho anh em. Và khi ông xây cái biệt phủ ta đùng như thế, khi người ta tới kiểm tra đó, ông nói luôn là khi có đoàn kiểm tra tới, có thể lách luật bằng việc mỗi gian cho vài bao gạo và bao ngô, thì bảo đó là cái nhà kho. Thưa quý vị, chụp hình có hòn non bộ rồi nhé, có hàng rào rồi, trước nhà có một chiếc xe hơi rất là sang. Mà ông bảo rằng là nhà kho, cứ bỏ vào đấy vài bao gạo vài bao ngô. Là sai phạm của tôi là phần ngôi nhà nằm trên diện tích đất chưa được chuyển đổi. Nhưng mà ông bảo rằng là cái này thì nó cũng không sao cả, nếu đoàn kiểm tra có tới. Ông nói luôn đó nha. Nếu đoàn kiểm tra có tới, tôi có thể lách luật bằng cách cho vài bao gạo, ngô, khoai sắn vào là nó thành kho chứa nông sản rồi. Và tôi nghiên cứu kỹ rồi, sắp tới đây đó. Nếu mà công an nếu lách luật mà thì... chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện á, và thị xã sẽ có thẩm quyền ký quyết định chuyển đổi mục đích sử dụng đất sản xuất nông nghiệp kém hiệu quả từ 20.000 m² trở xuống để cho thuê 50 năm. Tôi sẽ trình chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Vĩnh Lộc chuyển đổi toàn bộ số diện tích 4.590 m² này là được rồi. Lách luật về công an mà lách luật thì sao mà và, không lọt được. Và trở lại vấn đề là ông là đại úy công an, ông xây một cái biệt phủ như vậy thì tham nhũng nó nằm một đống thù lù đó chứ đi đâu nữa. Bây giờ chỉ đem ra hỏi tiền đâu anh xây là nó lòi ra. Nhưng mà cứ bảo chống tham nhũng năm này qua năm nọ chả biết trong ở đâu. Khi chúng tôi xin phép được tạm ngưng phần 1 của chương trình, khi trở lại phần 2 thì có một cái tin nó cũng rất là nóng trong thời gian gần đây, nhiều người theo dõi là chết mà không phải chết trong đồn công an mà chết trong phòng làm việc. Trở lại phần 2 của chương trình thì anh Nguyên Khôi cũng nhớ là trong thời gian những năm gần đây đó thì cứ người dân vô đồn công an là chết đó. Và khi đa số đó là đều được cho là người dân tự tử bằng cách là treo cổ. Cho dù là cái cửa sổ nó thấp tè, người ta cũng treo cổ được. Người thì lấy dây lưng, người thì lấy vải, tất cả các thứ treo cổ. Thì bây giờ chúng tôi mới nghe tin có một ông là sĩ quan cao cấp bên công an, phải không ạ? Thì ông tự nhiên ông mất ở trong phòng làm việc. Thì không biết tại sao như vậy. Chúng tôi cứ nghĩ là ông này chắc ông bị là đau tim, hay là ông bị những cái chứng bệnh ngặt nghèo nào đó và làm việc quá sức. Nhưng mà khi đọc tới thì hình như ông này cũng có dính tới cái việc mà đánh bài trên mạng thì phải. Thì anh Nguyễn Khôi có chi tiết xin anh gửi dùm. Thưa quý vị, báo VN Express đăng cái bài như sau: Cục phó C50 Bộ Công an đột tử trong phòng làm việc. Sáng nay thi thể đại tá Võ Tuấn Dũng, Cục phó Cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao, được phát hiện tại trụ sở Bộ Công an. Và thưa quý vị, một nguồn tin có thẩm quyền cho biết trong quá trình làm rõ đường dây đánh bạc nghìn tỷ qua mạng thì công an Phú Thọ đã vài lần làm việc với đại tá Dũng để phục vụ điều tra. Trước khi vụ án được khởi tố, ông Dũng và những người liên quan đã có báo cáo gửi Bộ Công an. Thì liên quan tới vụ này thì hai cấp trên của ông Dũng là ông Phan Văn Vĩnh, cựu tổng cục trưởng cảnh sát, và ông Nguyễn Thanh Hòa,
cựu cục trưởng cục cảnh sát điều tra tội phạm công nghệ cao, hai ông này đã bị bắt, thưa quý vị, đã bị tố cáo rồi. Thì bây giờ đến lượt cái ông này thì ông bất ngờ thì ông đột tử. Thực sự nội bộ công an thì chúng tôi, anh Hoàng Tuấn hay là Nguyên Khôi cũng như đa số quý vị không cách nào mình vào trong đó để mình biết cái sự tình như thế nào. Trong phòng làm việc của công an là phải cẩn mật lắm ấy chứ. Đúng rồi. Mà bây giờ người ta không biết lý do tại sao. Không biết lý do tại sao. Nhưng mà nhiều câu hỏi được đặt ra nơi đây, thưa quý vị, có thể là thanh toán lẫn nhau. Cái đầu tiên anh nghĩ là thanh toán lẫn nhau. Người được ăn, người không được ăn, bây giờ người thì đổ vỏ, kẻ thì ngồi hả hê vân vân. Có thể ông này là người đã đứng ra tố cáo những người kia. Và bây giờ thì ông bị tay chân của những người kia, chắc chắn là những người kia thì họ còn lại, họ trả thù, bịt đường dây, bịt cái đầu mối, là tại vì ông này có thể ông biết quá nhiều. Mà trong một cái chế độ cộng sản mà một người biết quá nhiều thì cũng rất là nguy hiểm. Rất là nguy hiểm. Rất là nguy hiểm. Cho nên nếu mà như vậy thì thanh toán lẫn nhau, có tội cho ông Võ Tuấn Dũng thì cũng có thể có một cái giả thuyết khác đưa ra là ông này ông cũng ăn chia. Ăn chia trong đó mà ông ăn nhiều, mà bây giờ nó chịu nhả ra để cho các ông quan lớn hơn bao nhiêu tội thì mấy ông lớn phải chịu, mà bây giờ ông này ăn quá nhiều mà không chịu nhả ra, hay là ông làm sao đó bị lộ ra. Về cái sự việc thì tôi không có rõ lắm, nhưng mà theo tôi đoán thôi nhé. Giống như ngày xưa tôi đoán là ông Thanh đi chữa bệnh, ông Thanh đi ra ngoài Bắc xong rồi ông xong thì không còn nữa đó. Thì ông này có thể là thường thường là vô đồn công an là người ta treo cổ người ta chết. Thì ông này cũng có thể là ông cũng treo cổ nè. Nhưng mà ông không phải ông tự treo, mà đồng chí của ông treo cổ ông. Không biết đâu được phải không? Tôi nghĩ như vậy đó, những cái giúp á, nhiều khi treo cổ không đồng chí giúp. Thưa quý vị, chúng tôi thấy tội nghiệp như thế này, muốn chia sẻ với quý vị bên Khôi là bây giờ đó có những dư luận viên, những dư luận viên trên mạng. Và như lúc trước thì có dư luận viên là một người nổi tiếng là ông Quang đó ha. Ông Quang cũng được cao đó. Bây giờ có rất nhiều dư luận viên trên mạng luôn luôn mở miệng ra là binh vực cho đảng, binh vực cho nhà nước, ca ngợi chế độ, nói xấu Mỹ, nói xấu chế độ Việt Nam Cộng Hòa, rồi bảo rằng là những người mà sống ở hải ngoại đó, những người mà ở trong nước mà lên tiếng mà phản bác chế độ thì đã là bọn phản động. Những người ở hải ngoại là bọn phản động lưu vong, đu theo Mỹ, bám theo gót giày đế quốc Mỹ. Thì những người đó chúng tôi tin chắc rằng cán bộ đảng viên cộng sản cao cấp đó, người ta cũng sẽ rất, những người đó người ta sẽ được là các anh cứ việc chửi đi, nghĩa như là được khen nữa. Nhưng mà thưa quý vị, nếu mà quý vị nào mà hay lên mạng nói như vậy, quý vị phải xét lại đó. Nhiều khi quý vị chỉ là những con rối, bởi vì người ta xúi quý vị chửi Mỹ, người ta xúi quý vị chửi những người sống ở hải ngoại. Nhưng mà bây giờ cái đồng đô la đó quý vị có xài không? Rồi bây giờ người ta xúi quý vị chửi, nhưng mà con cái của người ta đó thì qua Mỹ. Nó không có đi Nga, nó không có đi Bắc Hàn, nó không đi Trung Quốc. Vậy nó không đi Cuba. Mà nó không đi Cuba, mà nó rất gần Mỹ. Mà nó cứ qua Mỹ và nó mua nhà, mua cửa, nó học đây, nó lấy vợ, lấy chồng, nó lại. Và nó đến tẩu tán tiền bạc qua đây. Và thưa quý vị, chính Hoàng Tuấn là người chứng kiến những cái quán cà phê San Jose này nha. Rất nhiều con cái của cán bộ đảng viên, và trong đó giọng miền Trung cũng nhiều lắm, quê quán của Nguyễn Bá Thanh, quán của chúng tôi đó, vô quán cà phê học trò mà đánh bài, đánh bài mà tiền mà bỏ ra tiền 50-100 đô, rồi đánh bài hút thuốc lá ào ào, rồi là ăn xài rất là thoải mái. Đó là quán cà phê nha. Còn những cái quán mà nhiều khi cha mẹ các em ở nhà lót chổi đót gì đó, lót chổi đót hay nuôi heo là chạy xe ôm đó. Thì các em mới có tiền để ra ngoài này đó, đó là quán cà phê nha. Còn chúng tôi vừa cũng nghe tin những người bạn cho biết là trong những cái quán nhậu đó, mỗi buổi chiều cuối tuần đó, một lần 50-70 du học sinh tập trung lại đã ăn nhậu. Là sai tiền đó là thoải mái. Thì quý vị chửi Mỹ, quý vị chửi những người sống ở hải ngoại, quý vị nghĩa là trung thành với đảng, với nhà nước, để cho cái bọn mà chốt bu đó, nó cứ xúi quý vị chửi, rồi quý vị vẫn khổ như thường. Quý vị bệnh hoạn vẫn không có tiền chữa bệnh, nhưng mà rồi nó đưa con cái nó sang để nó sung sướng. Thì nhiều khi quý vị lên dư luận viên trên mạng, quý vị cũng phải xem lại tại sao mình lại dại vậy, đúng không? Cái đó mình dại quá chứ. Chuyện này thì không có dại cho quý vị. Một nữ tài xế tuyên bố là con người không quan trọng, tức là con người hai xe đụng nhau. Rồi lúc mà người dân ta ra, người ta nói cái chuyện này chuyện kia, tại khái là bây giờ đụng xe thì ai trái ai phải đấy, nó có bảo hiểm mà ông ạ, đã có công an để người ta giải quyết mấy cái chuyện đó. Là sao mà cứ cãi nhau mà chửi nhau, thì tính mạng con người mới là quan trọng. Ngay công an cũng nói như vậy. Thì cô nói là, cái cô này cô nói là con người không quan trọng. Và người ta quay được cái clip này, người ta bỏ lên trên mạng, vào nhiều người
rất là bực mình về chuyện đó. Thế nó con người hay là mạng người? Con người, nhưng mà đây là mạng người, mạng người là không quan trọng. Nhưng mà chắc bà này đi xe sang lắm rồi. Dạ, bà này bà đi xe hơi nhỉ? Đụng phải một cô sinh viên đi xe mà gắn máy thường thôi. Thì bây giờ người ta đặt câu hỏi là cái nữ tài xế tuyên bố con người không quan trọng đó là ai? Thì bây giờ mọi người được biết là cái người đó xác nhận, được xác nhận là nữ tài xế trên là Dương Thị Thùy Trang, chánh văn phòng Đảng ủy khu kinh tế. Wow, thưa quý vị, tức là bà này là đảng viên chắc chắn rồi. Bà này chánh văn phòng thì chắc chắn là bà phải là cấp cao ở trong đó rồi, mà nắm một cái chức vụ mà quan trọng nhất ở trong khu vùng máy đảng ủy chỗ, mà lại khu kinh tế này, cả khu đấy, tiền đấy, khu đấy người ta gọi là khu tiền. Mà cái mạng thì không, mà người mà ông bà không quan trọng gì cả. Thế thì không biết là cái gì quan trọng đối với bà, cái gì đối với quan, cái gì mới thực sự là quan trọng đối với đảng của bà ấy, với cái khu kinh tế của bà, cái gì thực sự là quan trọng. Người dân ta rất là phẫn nộ vào chuyện này và người ta phản đối rất là nhiều. Cái chuyện này cũng dễ thấy một điều như thế này đấy anh ạ. Yeah. Bây giờ thì có những người, người ta vẫn ca ngợi ông Hồ Chí Minh, đúng không? Thì thưa quý vị, chính ông Hồ Chí Minh cũng là cái người bị lợi dụng thôi. Yeah. Bởi vì bây giờ thực sự cái Đảng Cộng sản Việt Nam, cái nhà nước Cộng sản Việt Nam không đem Hồ Chí Minh ra thì không có cái gì để nói cả. Đó là một cái phao. Và người ta chưa chắc ông Hồ Chí Minh đã được đối xử tử tế khi ông ấy còn sống. Yeah. Bây giờ người ta cũng có những cái dư luận, chúng tôi không có dám chắc chắn, nhưng mà cũng nói là ngày xưa trong cái bộ chính trị đó, nó cũng có những người mà nó chèn ép ông Hồ Chí Minh. Yeah. Để mà khi ông không nhận được quyền nhận con nhận vợ, trong khi những tay khác thì có vợ có con. Cho nên bây giờ quý vị, người ta vẫn, quý vị nào mà tôn thờ ông Hồ Chí Minh, quý vị biết là Bác Hồ của quý vị cũng bị người ta lợi dụng. Người ta cứ mang ra học tập theo gương Bác. Bây giờ quý vị thấy hai cái trường hợp điển hình, bà này đó, bà là văn phòng đảng ủy, chánh văn phòng đảng ủy, tức là bà là phải học tập đạo đức của cách mạng chứ, đúng không? Học theo gương Bác mà phải xem có mạng người không, không có quan trọng. Cái ông đại úy công an ở một cái biệt phủ như thế, nó cái tớ thì cũng việc bỏ ngô bỏ thóc bỏ là nhà kho. Và ngày xưa khi Bác Hồ của quý vị đó là ở nhà sàn, ở nhà sàn, tức là Bác gọi là rất là thanh liêm, rất là thanh liêm. Thế người ta vẫn hô hào là học tập theo gương Bác. Thế thì có đứa nào nó học đâu mà quý vị phải học? Có đứa nào nó ở nhà sàn đâu, nó biệt phủ không à? Nó biệt phủ, nó đi xe hơi, nó tông người ta, nó bảo mọi người không quan trọng. Mà quý vị cứ cung cúc tận tụy, cứ ca ngợi Bác, ca ngợi đảng là quý vị chẳng qua, quý vị bị chúng nó lợi dụng thôi. Chúng nó hãy thức tỉnh đi nha. Chúng ta có một cái bài rất là ngắn, tôi đọc cái tay rồi. Dạ vâng, cái tựa đề thôi. Bài của báo này cũng là báo Dân Trí cho quý vị. Sốc, tức là tin sốc. Giáo viên trung tâm tiếng Anh văn tục chửi học viên là lợn. Nhưng mà chửi bằng tiếng Mỹ hay là tiếng Việt? Cũng ở đây họ không có nói, nhưng mà đây là cô giáo. Đây là cô giáo nha, đôi co với nhau. Rồi cao trào của đoạn chửi cô giáo này nói rằng có một, chắc là tiếng Việt rồi, có một hay mười trung tâm cũng không thể dạy lợn thành người được. Đó là lợn. Rồi, giáo viên mà đến cỡ đó thì coi như là một cái xã hội gọi là nó xuống dốc tới cái cỡ nào là thưa quý vị. Rồi, chúng tôi cũng có xong một cái tin ngắn nữa là trong khi đảng và nhà nước là cán bộ là phục vụ cho dân, phải không? Luôn nào cũng là dân biết, dân bàn, dân kiểm tra tất cả các thứ. Mà có một cái mấy người dân ở xã Tân Nhuận Đông, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp thắc mắc là ở trước cổng của văn phòng ủy ban nhân dân, trụ sở ủy ban nhân dân xã đó là cấm chụp hình quay phim. Thì người ta đưa tới cái tựa đề là sợ mạng xã hội, ủy ban nhân dân xã cấm chụp ảnh trụ sở. Ủa, mình là cái nơi mà lại diện cho dân làm việc đó, đúng cái bộ đó. Mặt của cái xã đó, cái huyện đó hay cái tỉnh đó, tại sao người ta tại sao lại phải sợ, đúng mà không? Mình càng đẹp thì người ta chụp ảnh càng nhiều, người ta quay, người ta đưa lên mạng. Ô, cán bộ này giỏi quá, cán bộ làm việc tốt, làm quá việc tốt quá, thì cái đó là nó là hạnh diện, tức hạnh diện. Tại sao lại để cấm chụp hình quay phim? Chắc có cái gì. Chắc là có cái gì. Chúng tôi chào tạm biệt quý vị. Vâng, chắc là có cái gì. Hẹn gặp lại quý vị kỳ tới.